Như đã thông tin, khu du lịch Vườn Xoài, địa điểm tham quan vườn thú sinh thái nổi tiếng ở Đồng Nai, tọa lạc tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, đã thông báo đóng cửa hoạt động kể từ hôm qua, 29 tháng 3. Cụ thể, kể từ khi hoạt động vào năm 2007 đến nay, đơn vị đã xây dựng nhiều công trình lớn nhỏ, không có giấy phép, điển hình như việc thi công công trình chuồng nuôi thú. Ngoài ra, đơn vị còn sai phạm về thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước. Liên quan đến vụ việc, trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các hành vi vi phạm tại dự án này. Theo đại diện khu du lịch Vườn Xoài, khi thông báo đóng cửa ngừng hoạt động tạm thời, khu du lịch đã đối diện với nhiều khó khăn. Đơn vị cũng đã gửi lời xin lỗi đến các đối tác khách hàng, đồng thời tổ chức thu xếp về công việc, tiền lương cho hơn 200 nhân viên của khu du lịch nghỉ việc và bố trí chăm sóc hàng trăm loài thú trong thời gian tới.